Xin giới thiệu tai nghe Sony ES088. Đây, tên mã đây. Bên ngoài là một cái bao da. Trong thì chúng ta có vài miếng đệm tai hai cặp. Đây là sản phẩm. Không không tai nghe. Tai nghe khá là nhỏ gọn. Trên thì có in chữ Sony. Đầu này được mạ đồng.